Hiya. Thank you. Cheers. Is it heavy? Oh, yeah. Mọi người ơi, thì đây là cái đồ Việt Nam mà hôm nay mình mới order. Cái shop này hình như là mình order đâu từ năm ngoái, xong rồi mình chưa có order lại luôn. Thế là hôm nay mới order lại nè. Hôm nay lần này có hai thùng, lần trước mình order có một cái thùng nhỏ thôi. Lần này order cả đồ đông lạnh với lại là đồ thường á. Bây giờ thì mình sẽ mở ra thôi. Will this one be the fridge stuff, right? I think so. Do you want this box and I'll have this box? Can we sell while we open it now? I mean, so I can eat the stuff in here. I'm not sure. No durian there. Mọi người ơi, bây giờ thì bọn mình sẽ mở ra thôi. Mình order chắc khoảng 5-60 item gì đó kiểu, nhưng mà chủ yếu lần này mình order rất là nhiều mấy cái loại đồ mà giống như là miến rồi bún đó. Oh, that rice paper first thing, does that need to be in the fridge? Yeah. Đây mình order cái bánh bánh tráng để làm gọi cuốn. Há cạo, kim chim, há cạo xíu mạnh. This is the pork inside. Oh. Đáng nghĩa là mình mua cái loại tôm ấy, nhưng mà cái tôm nó không còn á, cho nên mình đã lấy xíu mạnh thịt. Oh. What? They just say you can steam that straight away. Yeah. À, cái này mình có đây, bánh bao kim sa trứng muối. Help, this is just the bao gì, but it's just Oh, it looks thin. Is it like the egg and the custard inside, yeah. You have to cook that? Surely. Oh, cái này không có nhiều lắm nhưng mà maybe I'm thinking this is the first time I see this. What is it? Ew. This is just egg. Do you know that ew? Is that like the yolk of the egg? Yeah, but you know before, when it's inside the chicken belly, and then it's before it become the egg. See? Is that in the freezer? Yeah. Đó, mình đã mua được một hộp trứng non rồi, nó chỉ là trứng không thôi. Một hộp này mình mua hình như là 7 đồng hay 8 đồng á, 83, 24 là khoảng 200, gần 250. That's quite expensive, but normally it's already. Stuff we might need to put in the freezer soon. Yeah. Và đây mình đã đặt 3 hộp sầu riêng. Lần này mình mua hẳn 3 hộp luôn. Oh. Crazy. What is it? Oh. Maybe need to put more. Yeah. Ui. Cái này nó hơi bị rách rồi, nhưng mà ở đây thì mình có đặt 4 con chim cút. 4 con này là 11 đồng. Là hơn 400 ngàn hay sao á. Đó, tại vì Jay chưa có ăn bao giờ á, cho nên là mình mua thử cho Jay ăn. You have not ate it before, right? This is like small chicken. À, ở đây thì mình có mua thêm ốc biêu. You can cook like ốc biêu. What's that? Snail. Oh yeah. Snail noodle. Cái ốc này cũng khá rẻ, mình mua có 3 đồng hay sao á, là 5 lạng á. Đó. Ooh. Maybe put it quick in here and then we can Yeah. Tiếp theo đó là món đùi ếch. Nghèo. Frog leg. Frog leg. They look quite good, is it? But it's fat. Yeah. Đây, ở đây là nửa ký đùi ếch. Nửa ký đùi ếch là chẳng nhớ bao nhiêu nữa, như có 150 hay sao á, thì chúng ta cũng không có phải làm mắc. Ú heo. Ờ nha, bro của Việt Nam. Sorry. Tiếp theo đó chính là món lươn cắt khúc. Nói chung ở bên này lươn thì không có mua được á mọi người. Nói chung mình ráng tìm nhưng mà chưa bao giờ mà mình mua được cái này hết á, cho nên là mình order thử ở cái shop này. Lần đầu tiên mà Jay tới nhà mình á, thì nhà mình có làm lươn, làm cái món lươn chiên á, nên Jay kiểu khá là thích. Is this the one where we just get the chopstick and I cannot do it before? Oh yeah. Yeah. You like it? Mm. Và đây mình order cả cá keo nữa. Mấy cái này thì thường là nửa ký á. Đó, Jay cũng rất là thích. The rest of that would be mine. Thôi, mình order là 3 hộp sầu riêng á. Đó.
We leave one out today in the today. Đây mình put it back in here. And then take thì it to the freezer. Đây là hết mấy cái mớ mà đồ đông lạnh á. Thì bọn mình phải giữ đông, tại vì hôm nay thì chắc là chưa ăn hết. Đây mình nghĩ là chỉ là đồ khô thôi. À. Corn cracker. Mua thử một cái snack chê rất là thích ăn cái này á. Và ở đây thì chị toàn là món, toàn là bánh phở này kia thôi. Đây mình đã mua mì Quảng. Trời ơi, bên này không biết khi nào mới được ăn mì Quảng á, cho nên mình đã mua cái này để hôm nào đó mình sẽ nấu mì Quảng ăn. Đây mì Quảng là một cái món mà ở gần công ty cũ của mình hồi xưa, lúc mà mình với Jay còn đang kiểu như Jay hay qua, xong rồi ngày nào Jay cũng đi gặp mình, xong rồi bọn mình cũng không biết là đi đâu ăn hết á, tại vì cái chỗ mình làm ở quận 1 thì nó cũng không có nhiều quán gì á, cho nên rất là hay đi ăn ở cái chỗ này, Jay rất là thích. Remember your favorite one near my company. Oh, still rice noodle, but it's yellow. Yeah, like you know the special one for the one we ate. Ở đây thì mình có bánh đa này để nấu bánh đa cua. Trời ơi, nhìn ngon quá à. Đây là bánh đa đỏ của Hải Phòng. Chảy nước miếng luôn á. Red rice noodle. Yeah. I don't think I ever ate them before. Yeah, no, you don't. Ooh. Cái này thì mua một bịch bánh tráng bình thường thôi. Bánh tráng để quấn. Nói chung là tiện mình order thì mình mua, tại vì bánh tráng thì mua ở cái shop châu Á gần nhà mình cũng vẫn được á, nhưng mà is that cheaper than the Asian shop? I think maybe kind of the same. Ở đây mình có mua hủ tiếu nè, hủ tiếu khô. Noodle again. Kind of like yeah, also special one as well. Omachi. Trời ơi, bên này thì không có omachi nha. Cái shop châu Á mà mình hay mua thì nó có hảo hảo, nhưng mà nó chỉ có hảo hảo của Việt Nam thôi. Nhưng mà mình rất là thích omachi cho nên là mình đã mua hai gói. I really like it. It's quite what's like tasty. Just over me a little bit. That brand is just this one we can buy here, right? Yeah, but I mean like that is quite like popular, I think. Và đây là món bánh hỏi. Bánh hỏi để ăn với lại là thịt heo quay. You know that noodle is the special one to eat with the crispy belly pork. Oh really? Yeah. So I bought it. Why is it? It's really, really thin. Yeah, it's very thin and then yeah, it's very thin. It's nice. Mình đã mua một cái bột để làm bánh tiêu á. Tự nhiên có một hôm mình đã rất là thèm cái món bánh tiêu đó, nhưng mà mình chưa có thử làm bằng cái bánh thường á. Nhưng mà lúc mà mình order xong rồi mình thấy nó có này nên thôi mình mua luôn. So it's just like you know, kind of like butter. Yeah, but it's really nice, and it's just like normally it would be empty inside, but it's just like snack. Oh yeah. Yeah, we'll make it one maybe tomorrow. Và đây mình đã mua bánh cuốn. Cái này thì bột bánh cuốn này Jay không có thích, nhưng mà mình mua thử để ăn coi sao, tại vì mình chưa có đổ thử bằng bao giờ. Hồi bữa mình có làm bánh cuốn theo cái trend gì đó mà chỉ dùng bánh tráng thôi á. Not sure you like it, but I like it, so what's your body? Và món này, cái này là không thể thiếu được khi mà mình order, đó là mắm nêm pha sẵn. Rất là thích luôn á. Bên này thì nó chỉ có một cái loại này thôi, nhưng mà mình thấy ăn thì kiểu như nó không có được ngon giống như là cái mắm nêm mà ở người ta bán, lúc mà người ta bán bánh cù, lộn quả cuốn nha. Người ta kiểu pha rất là ngon luôn á. Cái này nó hơi mặn. Oh, we got two. I remember the last time you bought that, you just save it for a really long time. You just eat it on special meals. Năm ngoái lúc mà mình order, thì như mình order có một chai thôi, xong kiểu như tiếc ấy, kiểu cứ để dành á. Và mình đã mua order bột sắn dây. Bột sắn dây này hồi bữa mẹ mình kêu là mẹ mình sẽ gửi qua cho mình, nhưng mà mình thấy là gửi qua thì kiểu phí cũng rất là tốn á, cho nên thôi mình thấy ở đây nó bán thì mình mua thử, thấy nó cũng rất là giống trắng, giống như ở Việt Nam. Và ở đây mình đã mua một gói hạt nêm siêu to luôn. Hạt nêm này ở đây là không có nha mọi người. Mình thấy ở trong siêu thị thì nó có bán có mấy loại của Knorr này này, nhưng mà cái loại mà kiểu như mấy cái nêm này là không có. What is that, the pork taste thing? Yeah, it's quite like, you know, spice. When you know sometimes you use MSG or salt, you don't need it. You might just use like that and you have everything.
Ở đây thì mình có mua bột gạo lứt, bột gạo lứt ăn để giảm cân. No, but it's just like from pork. Đây, hồi nhà mình rất là thích hay, rất là hay ăn cái này kiểu cho bữa sáng á, cho nên là bây giờ mua thì mình ăn. Anh, maybe anh eat it. Ở đây. What is it? Oh, what is that? What is that? I don't think I ordered this one. Maybe it's a light gift. What is it? Trong đây có một cái chai này mà toàn tiếng Thái được tặng thôi. Mình nghĩ chắc là cái nước tăng lực hay cái gì á. Maybe the thing to drink. Crazy. Why? Ở đây mình có order muối ớt. Muối ớt để ăn với hải sản đúng không? Không phải, muối ớt xanh. Ồ, mình tưởng cái này để được ăn với hải sản chứ ta. Để chấm thôi hả? Nói chung là mình order muối ớt xanh và muối ớt Tây Ninh. Mình nghĩ là mình kêu mình order thêm cả muối tôm nữa. Nhưng mà không có ở trong này. Đó. This is too deep with fruit. Oh yeah. Remember? Yeah. Like the salt. Yeah. Bên này thì người ta không có ăn, nói chung là bên này mà ăn trái cây á mọi người là sẽ ăn với một là kem này, hai là sữa mà whipping là cái loại mà sữa béo á. Chứ còn không bao giờ mà chấm với dạng muối giống như vậy nhá. Nhưng mà I bought an American dip with mango or like every fruit. Và mình đã mua thêm hạt nêm chay, đã vegetarian. Là on the vegetarian day we can just cook it. Mm-hmm. It's quite nice. Yeah. Oh, mình đã mua bánh canh. Mình đã mua được hai con cua rất là to rồi và bây giờ đang chờ bánh canh nữa thôi. You know the crab noodle. Yeah. Yeah, that is that need that kind of noodle. Lần này mình nghĩ là mình mua rất là nhiều Ủa mình đâu có order phở tươi đâu ta. Nhưng mà mình order khá là nhiều ấy, mình có một số cái rất là lạ luôn á. Ở đây có phở tươi. Mình không nghĩ là mình order phở tươi nhưng mà chắc là sẽ kiểm tra lại sau. Noodle again. So much noodle. That's why all of that noodle is the same. No, it's different. Và đây là bún bò. Trời ơi. Tô bún bò. Chị đi bún bò. Why? It's a different now. I don't know how it's different much. À, trong này thì mình có bill đây. Đây là tất cả những thứ mình order nhưng mà thực ra kiểu như cứ order một cái á, chủ yếu là nhiều như kiểu như nguyên cái chỗ này á là toàn là phở với lại mấy cái loại phở đặc biệt á. Thực ra có mấy món á, ở bên này á nếu mà nấu ăn thì kiểu như ăn tạm thôi nhưng mà nó không có phải là như kiểu mấy cái sợi phở rồi sợi bún nó không bao giống á thì nó cũng không có quá là ngon ý. You know sometimes if I cook like bún bò like special noodle but the noodle is not rice right so it's not exactly the taste so I think you can order this you can I don't think I will notice the difference much though. You will. It's just because like you know when you eat it's just ôi hết rồi. Ở đây thì mình có mua thịt rau câu. Ủa mình nhớ là mình mua ở đâu ra ba gói mà mình có mua. You know the jelly. Oh, yeah. Mình có mua lại một cái khoai môn nè với một cái sô cô la nhưng mà mình nhớ là mình có đặt thêm một cái xoài nữa mà không có để kiểm tra lại. Và món cuối cùng chính là món tàu hũ. What's that? Tofu. Oh, does that need to be in the fridge? Cái tàu hũ này thực ra ở trong Tesco nó cũng có mọi người nhưng mà nó trong Tesco thì nó chỉ khoảng một nửa như vậy thôi nhưng mà nó mắc hơn nhiều. Còn mua nguyên một cái này ở shop châu Á thì thường có một đồng sáu còn ở trong Tesco là hai đồng mấy á. You say it's bigger but it's cheaper than this one. Yeah, like a massive piece. Đó. Thì đây là tất cả những món mà bọn mình đã order cho đồ khô ấy. Thì hai đứa mình sẽ ăn há cảo xí mặn trước. Ở đây thì hình như là chỉ cần hấp lên thôi hay sao á. À đây, chỉ cần hấp 10 đến 12 phút là được. Đó. Mọi người ơi, thì mình đã mới hấp xong há cảo rồi và đây là bữa tối gọi là rất là đơn giản của hai đứa mình. Mình có luộc một ít trứng non. Với lại là ở đây mình có cái há cảo xá xíu và đây chính là sầu riêng. Đó, bữa tối rất là đơn giản. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thôi. À, trước khi ăn thì bây giờ mình sẽ cho chơi thử cái món trứng non này tại vì chơi chưa bao giờ ăn hết á. Want to try one of that? To see how easy it should act? Not really. Okay, chew the smallest. What for? You said that you would try. I don't really fancy it.
Wait, what did you say you would try? If you would bite half of it and then I can... Okay. Giờ mình sẽ phải ăn một nửa trái trước tại vì Jay không có chịu à. Mm-hmm. Just act joke. Mm-hmm. It just looks very strange. Look strange or taste strange? Look very strange. But taste normal. Nói chung ở bên này mà có cái gì mà lạ mọi người là người ta rất là khó để mà thử luôn á. How about that? Yeah, it's nice. Do you like it? Mm. Is it the first time you ate it? Mm. Đây mình đã... You made some dumplings though, didn't you? Before, remember? Yeah, but I don't think it's really like the same. Mình nhớ là lúc trước hình như mình có làm dim sum. Nhưng mà nó không có được ngon giống như là cái này á. It's nice, but it's just like a small snack. Like one bite. I wonder what the meat inside. How very white. Mm. You like it? Mm, yeah, it's tasty. You saying you try more? Yeah? Maybe no. I may move to dessert now. Mm. Oh. I'll try the dessert a bit. Really? Why not? I'm not sure if you even try that. Just eat a bit. Try it. Ooh. What do you think about the texture of this one? I don't think it's like it's not nice like the last one we ate, but maybe because it's more like ripe. What do you think? Yeah, it's nice. It's really soft this time. Jay giờ đã trở thành một durian lover. Đó thì nói chung là bữa tối ngày hôm nay của mình rất là đơn giản, mình cảm thấy rất là vui khi mà order rất là nhiều mấy cái đồ Việt đó. Thực ra là mình có order thêm một vài thứ nữa nhưng mà giống như là hộp vịt lộn á, nhưng mà kiểu như là hộp vịt lộn thì tùy á thì shop không có còn á, cho nên mình nghĩ là mình sẽ order đợt sau. Thì bây giờ bọn mình sẽ kết thúc cái video này tại vì bữa tối của bọn mình thì rất là đơn giản. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye.